mình biết chương trình livestream này bởi vì mình cũng theo dõi cái fanpage Sửa Chữa Laptop 24 giờ và mình tham gia cùng với những người bạn. Hôm nay mình rất vui và bất ngờ khi là người may mắn trúng phần quà của Sửa Chữa Laptop 24 giờ và mình xin chúc Laptop 24 giờ ngày càng phát triển và có những cái mini game để tặng những phần quà và tạo niềm vui cho tất cả mọi người.